Thay. Thưa quý vị, sau gần 9 giờ nỗ lực, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đất Đỏ và ngành chức năng địa phương đã kịp thời dập tắt một vụ cháy rừng tràm trên địa bàn xã Lộc An. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng nay, ngày 25 tháng 4, người dân phát hiện một vụ cháy rừng tràm trên địa bàn xã Lộc An, huyện Đất Đỏ nên trình báo công an. Nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đất Đỏ đã nhanh chóng điều 2 xe chữa cháy, 3 xe bồn cùng 8 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với ngành chức năng địa phương dập tắt đám cháy. Sau gần 9 giờ nỗ lực, đến khoảng 17 giờ chiều nay, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê, vụ cháy gây ra thiệt hại khoảng 12 hectare rừng tràm. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.